Hello, tôi là Chi. Tôi sống trong một gia đình có 3 người, ba, anh Nô và tôi. Tôi đang trên đường trở về nhà vào dịp nghỉ lễ. Đây là căn gác mái gắn liền với những kỷ niệm hồi nhỏ của tôi và Nô. Ngày xưa ba bận lắm, không có thời gian chơi với hai anh em tôi nhiều. Ủa, cuốn album hồi xưa của tôi nè. Khi còn nhỏ, tôi rất thích chơi đồ hàng. Tôi hay đóng giả làm đầu bếp và bắt Nô ăn tất cả các món ăn mà tôi làm ra. Tôi vẫn còn nhớ lúc này tôi đã lao thẳng vào bộ xương rồng chỉ vì Nô thả tay ra quá sớm. Không biết là ông đẻ ra có giờ nào mà bày đủ trò để trêu chọc tôi. Từ cái việc lừa tôi, ăn mà không nhả hạt sẽ bị mọc cây trong người, cho đến việc hay dọa ma làm tôi khóc ré lên. Năm 12 tuổi, tôi đã nấu món ăn đầu tiên cho ba. Trái lại với sự mong đợi của tôi, ba chỉ ăn có một miếng. Ba chê món thịt mặn, ông thà ăn cơm với trứng chứ nhất quyết không đụng vào món thịt. Không như ba, Nô tắm tắt khen món thịt rất thơm và ngon. Ba đẩy dĩa thịt ra giữa bàn và bảo hai anh em tôi ăn hết đi. Món trứng vơi dần, còn đĩa thịt mà tôi dành cả buổi chiều ra để nấu thì vẫn còn nguyên. Tôi đã rất buồn. Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi cứ trằn trọc mãi. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra ông già Noel bí mật của tôi chính là Nô. Hành động của ba ngày hôm đó khiến cho tôi đau đớn mãi. Tôi khóc rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi đọc được những dòng suy nghĩ của ba. Tôi cảm thấy rất hối hận về những gì mình đã làm. Hóa ra, ba vẫn luôn yêu thương và suy nghĩ cho tôi. Trời mưa to quá. Tôi vừa lạnh, vừa sợ. Ước gì, ba ở đây. Tình yêu thương của ba mẹ vẫn luôn vô bờ bến, dù sự thật và những lời nói dối không phải lúc nào cũng được con cái nhận ra. Đến cuối cùng, lời nói dối hay những lời nói khác đi so với sự thật cũng có những nghĩa lý riêng của nó. Chúng ta hãy sống thật bình tĩnh để nhìn và cảm nhận sâu sắc hơn, quan tâm hơn về tấm lòng của ba mẹ.